Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở con đường xóm Chiếu, phường 14, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với mọi người một trong những cái các cái món ăn vặt ở con đường xóm Chiếu này nhé. Thì đây là bên này thì Kiên đi qua đây thì Kiên thấy ở đây có những cái món ăn vặt nhìn nó rất là lạ ở Sài Gòn nhé. Lạ so với Kiên thôi, không biết là mọi người như nào nhưng mà Kiên thấy là rất là lạ. Cô làm những cái bánh như là bánh chuối chiên này, ở bánh bánh khoai chiên này, còn bánh cái gì nữa rất là nhiều loại, nên là Kiên muốn lại xem cái cách cô làm cũng như là chia sẻ với mọi người ở đây có những cái loại gì nhé. Đây cả nhà xem cô làm đây. Ôi, con chào cô. Con chào mấy cô. Cô ở đây là mình làm bánh gì cô nhỉ? Chuối chiên. À, là bánh chuối. Chuối chiên và làm chiên. Dạ. Bánh kèm. Đường. Dạ, có nghĩa là chuối chiên này, khoai lang chiên này, bánh cam này, bánh rồi cam, bánh cây này, chuối ngào đường. Chuối nhào đường. Chuối nhào đường. À, đây chuối nhào đường đây. Cái này thì mình bán sao cô nhỉ? Chuối nhào đường là 4.000 trái. À, 4.000 một trái. 5.000 một trái. Chuối chiên là 5.000 một trái. Còn bánh cam là 10.000 6 viên. À, bánh cam là 10.000. 15 viên. Dạ. Còn khoai lang là 10.000 khoảng 5 6 miếng tùy theo miếng lớn nhỏ. Dạ, mình ký lên đúng không? Dạ. Con thấy là cô làm rất là nhiều loại bánh nhìn bắt mắt, nhìn thấy hấp dẫn quá nên là muốn vào chia sẻ cho mọi người biết. Mọi người biết mà có dịp xem bên này mua thưởng thức. Đúng rồi. Đây là xem cô làm. Con quay đi chứ nhà hàng cô quay Việt Hương rồi quay luôn á. À, ở đây Việt Hương đến quay rồi cô. Đó thầy quay vừa chiên luôn á. Ồ, hay quá. Việt Hương đến đây. Có Việt Nam trả 200 đó. Dạ. Ở đây có là có danh hài Việt Hương đã đến đây quay review và gọi là chia sẻ đấy nha cả nhà. Mình cũng tình cờ thôi, nghe cô nói thôi. Không ngờ cái món này nó lại rất là nổi tiếng như vậy. Dạ. Món ăn vặt cũng quay hết chợ cũng có. Dạ. Tại cô bán lâu rồi. Cô bán đây là bao nhiêu năm rồi cô nhỉ? Gần 20 năm rồi. À, gần 20 năm rồi. Wow. Cô bán gần 20 năm này mọi người ơi. Chào hẹn là chị Việt Hương đến đây là chị ấy đi quay đi, quay 3 năm rồi. À, chị đến đây 3 năm rồi. Dạ, ở đây là những món ăn truyền thống của mình đúng không cô? Đây này xem cô làm bánh khoai này. Bánh khoai chiên bột. Bên này là bánh chuối bên này này mọi người. Đây là bánh khoai này. Ở đây là mình làm từ mấy giờ đến mấy giờ cô nhỉ? Một giờ là bắt đầu cô dọn rồi đúng không cô? Một giờ cô bán tới 6 giờ đầu tiên. Dạ. Chúng vào đường thì cô 7-8 giờ không chờ. Dạ. Cô bán từ 1 giờ nhé mọi người ơi. À, đấy cô cho một cái ăn thử. Đây cô cho cái khoai lang chiên đây. Wow. Giòn quá, giòn mà nó thơm. Dạ. Có cái bột này là bột gì cô nhỉ? Cái bột này này. À, bột gạo hả? Dạ. Ăn nó thơm mà nó giòn nó ngon lắm. Đây là bánh chuối nhào đường. Đây là bánh đây là bánh chuối chiên. Bánh tẩm bọt. Bên này là bánh cam nhá. Bánh cay. Bên này là bánh cay nhá. Bên này là khoai lang. Ngon quá. Ăn nó đi rồi ăn bánh cay. Dạ. Đây mọi người xem cô làm bánh cay này. Cái bánh cay là mình làm từ bột gì cô nhỉ? Khoai mì. À, khoai mì. À. Khoai mì con thấy là cô trộn nó có hình như có bỏ ớt rồi bỏ thêm các cái hành đúng không? Ớt vô á con. Đấy, hành, ớt là hành. Ớt hành. Bỏ đường đi. Cho bỏ đường đi nó hả? Lấy bánh bột mà, bỏ tí đường mà. Không. Con thấy ngọt. Chứ tầng khai của mình lắm bột chứ mấy con ăn nó mới giòn với khoai chứ. Dạ. Chuối này là cô làm bằng chuối gì cô nhỉ? Chuối sứ hả? Chuối sứ. Đấy cô mình
Dạ, tôi cho thử cái bánh bánh cay này. Bánh cay này ăn rất là giòn lắm này. Wow, ăn nó giòn ghê cả nhà. Giòn mà thơm. Này làm từ bột khoai mì nhé. Em thử miếng bánh bánh cay này ngon lắm. Dạ thứ nguyên đây. Dạ đây có con con dạ, con thử cái. À con cái này cái bánh cam. Bánh cam là một miếng. Dạ. Tí nữa tính tiền cho con nhá. Thử hết hàng luôn rồi. Con thích bánh cay. Bánh cam ngon quá. Con bánh cay là một từ hợp lý rồi. Bánh cay là cái hộp nó ngon, nó mặn ngon. Dạ. Nên là nó dạ. Một phò đền, một cháu phai. Ở đây là ba cô ngồi chiên ba nồi. Bốn người chiên luôn. Công chúa bán nữa. À. Có một bàn người bán mấy tiền. Dạ. Con gái của bà. À. Dạ. Bà là hầu như là mấy cái này ngọt hết. Trừ cái bánh cay ra đúng không? Nhà mình ở đây không cô? Này là cô muốn mặt bằng. À. Rồi phải muốn nhà ở bán nữa. Tại dạ. Cô ở phía bên kia. À, phía bên kia. Dạ hãy cho anh chú cho gấp cái chú ngồi đường ăn thử cho. Con thử cái chú đi, nhưng mà tí nữa con trả tiền nhá. Rồi chút cô lấy tiền, không có đúng tiền rồi. Trả luôn. Lát nữa ăn hết cái hàng rồi mà. Ăn hết hàng, thử hết hàng luôn rồi. Ô, cô có rắc thêm là nó là cái mì à mè đúng không? Con ăn vào, con bóc đi. Cái nào wow. Ngon quá. Chuối nhào đường rất là ngon. Cô còn rắc một lớp mè trên cho mọi người. Quá. Ăn nó ngọt, thơm, nó sần sật đấy mọi người. Sang đây ăn hết bánh nào cũng ăn luôn. Thảo hèn mà nghệ sĩ hài Việt hơn đến đây ghiền luôn đó mọi người. Đến đây ghiền luôn. Ăn gần hết trái chuối rồi. Cô tẩm đường vào ăn nó không ngọt quá mà nó vừa ăn đó mọi người. Wow, khi mà nó chiên lên là cái khoai nó vàng đẹp quá. Nó vàng, dạ, nó vàng đẹp quá. Nhà màu tự nhiên. Dạ. Đây mình không có mẫu màu ở gì hết. Dạ. Cái này là khoai lúc kiểu khoai lăng mật đúng không cô? Khoai đó là mình cắt
cắt ra từng miếng miếng một này. Chắc mỏng này dạ. Sau đó mình tẩm một ít bột mình bỏ lên mình chiên. Cô tên gì cô nhỉ? Cô Út. À gọi là cô Út chuối chiên. Cô Út chuối chiên nha mọi người. Dạ. Bạn con bên chương trình ẩm thực đường phố, ẩm thực Sài Gòn. Kênh trên YouTube đó cô, Sài Gòn Travel. Dạ. YouTube. Chị Việt Hương vào đây là chị thích nhất món gì cô? Thích món khoai lang, muốn chuối bánh cay thì cô cũng thích. À có nghĩa. Có nghĩa là chị món gì chị cũng thích. Dạ. À. Con thấy là chị Việt Hương chỗ nào ngon là có món ngon là chị đều đi chị khám phá thưởng thức á. Ở đây là địa chỉ là chính xác là số bao nhiêu cô nhỉ? À đây có địa chỉ là số đây mình quay địa chỉ cho mọi người đến nhá. Mọi người có dịp thì đến đây nhá. À, số 200-12 phường đường Xóm Chiếu, phường 14 quận 4. Đấy, đây có địa chỉ nhá. Đường Xóm Chiếu chợ 200 đây là địa chỉ nha mọi người. À, cả nhà có dịp ghé bên này thưởng thức cái món ăn vặt của chị nhá, cô nhá. Rồi, rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. À, chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả nhé. Các anh chị thấy mà video mà hữu ích thì hãy like, share và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người ơi. Xin cảm ơn cả nhà.